ba anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe giàu năng. Tấn Tung, hai anh em hôm nay ăn cơm cánh gà ha. Cánh gà chiên giòn xót thái. Đây. Chuẩn bị hai dĩa cơm. Rất hấp dẫn luôn. Em cũng xin tức tương luôn. Ăn chi có thời gian chấm đâu. Chẳng sẵn cho anh em tiện. 2.6 kg mà đúng. Tưởng cũng 2.6 kg luôn. 2.6 kg thì còn lại là 2.4 kg. Bây giờ hai anh em ăn thì biết hơi chậm hơn mấy anh em khác. Ớt à, không? Này này này, đổi dĩa, đổi dĩa. Thánh ăn chua, thánh ăn ớt, đây. Còn thánh không à, thánh với thằng không à. Nãy dĩa thì tương ớt đó là của... Trời cho vui thôi, người phàm mà chỉ thánh thằng dưới đây, phải không? Bây giờ hai anh em ăn thì biết chậm hơn mấy anh em kia, để cho anh em hơi dài chút xíu, được 30 phút. Ha, 30 phút, sau 30 phút mà anh em còn thì mình tính lại số lượng ha. Dạ. Rồi thắng cuộc thì được như ta. Rồi 2 triệu. Hai anh em hiểu hết không? Dạ. À, sang đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị bạn dùng cơm với hai anh em mình. Dạ, xin mời. Rồi chúng mình. 1 2 3. Chua ngọt giòn. Ăn sạch sạch chừng nha. Dạ. Ông chưa đi củi nha. Ngon quá, bị củi tí. Ok. Chung là ăn phải ăn sạch thì không cho bị của. Thế để mình gọi vô cái mấy cây cây xương thì nó phản cảm quá, mình không gọi. Thì anh em cũng tự giác. Món này ngon, chua chua ngọt ngọt ha. Ngon hả? Cái gà nó không khô nữa. Là bữa nãy gà nó không khô, da nó thơm. Oh.
Cô Tuấn ơi, hôm nay tôi ăn ok. Hôm nay hai anh em ăn cái clip này nhìn thấy hay á. Cố gắng lên nha hai bạn. Hai bạn ăn hôm nay mình khen. Thấy cái lý do là hai bạn ăn thì cái nếp ăn của hai bạn này thì không được đẹp lắm, mà hôm nay mình thấy hơi đẹp. Hơi đẹp thôi nha. Ok, phần thưởng của Tung Tung. Dạ. Yeah. Đây Tung ăn lẻ dữ ta. Hôm nay uống lộn phố rồi. Dạ, đứng uống khoan. Cảm ơn. Tấn Hoa cố lên thôi. Dạ. Ba anh em mình cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn ơi sức khỏe và nay xin chào, hẹn gặp lại. Bye.